Lâm Khánh Chi khoe ngực quá khủng khiến chồng sắp cưới không thể rời mắt. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi vừa khoe loạt ảnh bên cạnh bạn trai trong trang phục váy cưới. Nữ ca sĩ chuyển giới không ngại diện thiết kế khoe chồng vòng một nóng bỏng khiến bạn trai khó rời mắt. Chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi may mắn sở hữu nhan sắc xinh đẹp sexy. Tận dụng lợi thế này, nữ ca sĩ thường xuyên diện những thiết kế khoe chồng khuôn ngực đầy nóng bỏng. Sau những cuộc tình không trọn vẹn, Khánh Chi đang hạnh phúc bên bạn trai và dự định đám cưới vào cuối năm 2017. Thường xuyên cùng bạn trai chụp ảnh cưới. Mới đây, Khánh Chi tung ra loạt ảnh khoe ngực nóng bỏng trong trang phục cô dâu. Người hâm mộ được dịp chiêm ngưỡng, nhan sắc cùng vóc dáng chuẩn của Lâm Khánh Chi. Được biết, Lâm Khánh Chi và bạn trai đang có dự định nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay sau khi đám cưới của cặp đôi. Dù biết Lâm Khánh Chi là người chuyển giới, thế nhưng bạn trai và gia đình luôn yêu thương và ủng hộ. Được sự đồng thuận của hai bên gia đình, Lâm Khánh Chi đang lên kế hoạch cho đám cưới thật hoành tráng và lộng lẫy vào cuối năm nay. Luôn xuất hiện với những bộ cánh táo bạo khoe ngực khủng, Lâm Khánh Chi vừa khiến cư dân mạng nóng mắt với những hình ảnh khoe thân trên trang cá nhân. Người đẹp khoe dự tiệc sinh nhật của một người bạn và vui mừng khi gặp gỡ nghệ sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!